Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học bộ công cụ Speed, Crimp, Extend và bộ công cụ Modify Tools. Nội dung bài học sẽ xoay quanh việc thực hiện các lệnh Speed, Crimp và Extend. Quay trở lại với mô hình RAC Advanced Sample Project, trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng học lệnh Split, Split with Gap và Split Element và lệnh Crimp Extend trong bộ công cụ Modify. Lệnh đầu tiên chúng ta học là lệnh Split Element. Lệnh này là lệnh cắt đối tượng mà thường áp dụng cho tường hoặc là đường thẳng. Giả sử là bức tường này nhá, bức tường này mình sẽ cắt đôi nó ra. Giả sử cái bức tường này đang là một bức này, mình cắt đôi ra và cái đoạn này đến đoạn này là nó sẽ là một loại tường khác, còn đoạn này còn lại sẽ là loại tường khác. Thì chúng ta sẽ chọn lệnh split này, sau chúng ta đưa chuột vào vùng đối tượng này. Giả sử mình muốn cắt ngang đây chẳng hạn, được chưa? Đấy, các bạn thấy có thể thấy số, chúng ta phải căn cứ nhá. Đấy, ví dụ như này, cắt nó, pop. Các bạn thấy không, bức tường nhà chúng ta đã được chia đôi và các bạn có thể thay đổi cái bức tường này thành một loại tường khác. Đấy, thấy không nhỉ? Giả sử đây là tường kính, thấy chưa? Đấy, khi các bạn sử dụng lệnh cắt này thì nó sẽ có cái nút là delete intersection. Cái lệnh này nó khi các bạn kích vào thì khi các bạn thực hiện hai lần cắt thì nó sẽ bỏ đi đoạn ở giữa. Giả sử như mình sẽ vẽ một vài đoạn thẳng đi, mình vào Architect này và một Model Line, mình sẽ vài đoạn thẳng ngoài này nhá. Đấy, giả sử như này, mình sẽ vẽ nhiều hơn một chút. Đấy, các bạn tưởng tượng đây là những bức tường khi chúng ta vẽ. Cái này các bạn, những cái lệnh này nếu bạn nào dùng CAD thì chắc chắn sử dụng rất là nhiều. Thế này nhá. Đây, chúng ta sẽ vào Modify. Đấy, nãy như lúc nãy các bạn biết lệnh cắt là chúng ta cắt đôi nó rồi. Đấy, cắt đôi nó ra. Được chưa? Thì cái lệnh cắt mà kết hợp với delete intersection ấy thì các bạn cho phép các bạn cắt và bỏ cái đoạn ở giữa hai lần cắt. Giả sử mình có đoạn dài này và mình sẽ cắt đây lần một này. Các bạn để ý này, chúng ta phải đưa chuột vào và đối tượng nào sáng lên mới đúng nhá. Ấn tab này. Kích vào đây, bụp một lần. Sau đây chúng ta đưa chuột vào đây. Nó sáng lên, kích phát. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ bỏ đi đoạn ở giữa. Thấy không nhỉ? Rồi. Thì đấy là cái lệnh split element. Cái lệnh thứ hai là lệnh split with gap. Cái lệnh này nó cho phép các bạn tạo ra một cái lỗ hở giữa hai cái đối tượng mà chúng ta cắt ra. Được chưa? Nhà sửa mình kích vào đây và mình cho nó là một cái lỗ hở 100. Được chưa? Bây giờ chúng ta này, mình kích vào đây nhá. À quên, cái đối tượng cái lệnh này thì không cắt được đường thẳng nhá. Được chưa? Các bạn lưu ý cái lệnh này không cắt đường thẳng mà chỉ cắt được các bức tường thôi. Các bạn thấy không? Split a wall. Được chưa? Thì ví dụ đây nhá. Mình sẽ cắt bức tường này 100 này. Cắt đôi nó ra. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta đã có một cái lỗ tường. Đấy. Tuy nhiên các bạn lưu ý cho mình là cái lỗ này nó sẽ có một cái giới hạn thôi nhá. Nó không phải là to bao nhiêu thì to rồi nhá. Được chưa? Giả sử mình cho nó 500 này. Đấy thì nó to quá. Được chưa? Tất nhiên các bạn có thể điều chỉnh cái to này, tuy nhiên thì cái lệnh này cũng ít khi dùng nên các bạn cũng không cần quan tâm đâu. Được chưa? Rồi, lệnh tiếp theo trong bộ công cụ Modify trong chúng ta sẽ học đó là cái bộ lệnh Trim Extend này này. Nó có 3 cái lệnh đây. Lệnh đầu tiên là lệnh Trim TR. Cái lệnh này để giúp các bạn bo vuông góc. Đấy, các bạn thấy không? Giả sử này, mình thực hành thế này nhá. Giả sử chúng ta sẽ sử dụng muốn cái đoạn này nó giao đoạn này vuông góc với nhau thì các bạn chọn cái lệnh Trim Extend TR này, kích vào, kích vào. Đấy, đơn giản đúng không? Kích vào, kích vào. Thì nó cũng tương tự nhá. Giả sử các bạn có hai đường như này giao nhau ở đây, nếu các bạn muốn từ đây vuông góc đây hoặc từ đây vuông góc đây thì các bạn phải phụ thuộc vào thì chúng ta kích vào bên nào. Các bạn kích vào đây, kích vào bên này thì nó bỏ bên này, kích vào bên này nó bỏ bên này. Được chưa? Thấy nhá. Đấy. Lệnh tiếp theo đó là cái lệnh Trim Extend Single Element. Cái lệnh này thì nó giúp các bạn cắt đi đoạn thừa như thế này này. Giả sử nhá. Giả sử là cái đoạn này nó dài như thế này, các bạn tưởng tượng đây bức tường và mình muốn cắt bỏ đoạn thừa này ra thì mình chỉ việc là kích vào đây này. Đấy, sau đấy mình kích vào cái đường gióng này, đường mốc. Sau đấy mình kích vào đây. À, mình làm ngược rồi. Các bạn lưu ý nhá. Chúng ta sẽ kích vào bên giữ lại, được chưa? Kích này. Đấy, thì nó sẽ bỏ bên kia. Làm lại nhá, kích vào đây. Muốn bỏ bên này, giữ bên này thì kích vào đây.
Đấy, thì đấy là lệnh trim extend. Được chưa? Tuy nhiên cái lệnh này nó có đặc điểm là các bạn thấy có chữ single element không? Tức là cái lệnh này chỉ thực hiện theo từng đối tượng một, nó không thể thực hiện liên tiếp. Đấy, cứ mỗi lần chúng ta phải làm một lần thì chúng ta không thể hàng loạt. Ví dụ như đây nhé, kích vào đây, đây, không thể kích vào đây tiếp nữa, thấy không? Còn chúng ta thực hiện hàng loạt. Thì để thực hiện hàng loạt thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh bên cạnh này, trim extend multiple, được chưa? Thì giả sử này, mình Ctrl Z, đây chúng ta có hai đoạn thừa nhá, mình kích vào đây, kích vào đường gióng này, sau đấy chúng ta có thể quét chuột. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì nó quét bên màu thì nó bỏ ngược bên này. Thì cái lệnh này nó khác lệnh này là chúng ta có thể hàng loạt thôi. Được chưa? Thì cái bộ lệnh này thì các bạn thường xuyên dùng rất là nhiều, nhất là khi chúng ta vẽ tường. Đấy, trim nó vuông góc với nhau. Đấy, hoặc là cắt nó như thế này. Đấy, được chưa? Ở đây mình cũng nói luôn là các bạn đó là trong AutoCAD ấy, thì nó có cái lệnh F là khá giống cái lệnh trim này, đúng không? Cái lệnh F trong CAD. Tuy nhiên F trong CAD thì nó lại có khả năng nó là bo tròn. Thì bo tròn trong này thì các bạn không thấy đâu. Ở đây thì mình cũng tiện mình nói luôn là để bo tròn ấy, thì các bạn sẽ vào cái nơi mà chúng ta tạo nó ra. Giả sử cái lệnh line này thì mình vào đây này. Thì nó sẽ có cái lệnh bo tròn đây này, fillet. Đấy, các bạn có thể chọn bán kính, ví dụ đây 500. Đấy, kích vào đây, kích vào đây. Đấy, thì 500. Ví dụ đây 1000. Đấy, kích vào đây, kích vào đây 1000. Và các bạn có thể điều chỉnh thông số đây, ví dụ đây 500. Được chưa? Thì ở đây mình giới thiệu thêm thôi. Nên là trong bộ modify thì cái lệnh fillet không có. Còn nếu bạn nào dùng CAD mình hay ấn F, em có lệnh trim ở đây thì giống F trong đấy thì các bạn lưu ý cho mình nhá. Trim này này. Đấy. Được chưa? Đấy. Như vậy kết thúc bài học hôm nay, các bạn đã được hướng dẫn sử dụng lệnh split, trim và extend và một số lưu ý tip nhỏ khi thực hiện lệnh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.